Xin kính chào quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube của Nội Thất Sơn Đông chi nhánh 17 chúng tôi. Thưa quý vị, không gian bếp ấm cúng hạnh phúc thì không thể nào thiếu đi sự hiện diện của những bộ bàn ăn. Nó làm cho gian bếp chúng ta đẹp hơn, sang trọng hơn. Và đó cũng là nơi quay quần, tụ hợp và kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau để thưởng thức những món ăn thật ngọt ngào và đầm ấm. Và đa số trên thị trường hiện nay, mọi gia đình đều luôn sử dụng loại bàn ăn có chất liệu từ gỗ. Bởi gỗ nó mang vẻ đẹp, tự nhiên, sang trọng. Mà chất liệu của nó thì rất là dễ phối hợp với các nội thất khác trong gian bếp của chúng ta. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ bàn ăn thể hiện được đẳng cấp và sự tinh tế của ai sở hữu nó. Và bộ bàn ăn này làm từ gỗ cẩm lai cao cấp 100% xuất xứ từ Campuchia. Bộ bàn ăn này gồm 9 món, 1 bàn và 8 chiếc ghế. Nó có giá là 135 triệu đồng. Với kích thước 2,5 m × 1,35 m, phù hợp với không gian bếp của quý vị nào có diện tích rộng. Và với những ai yêu gỗ, sành về gỗ thì cũng biết là gỗ cẩm lai là một loại gỗ rất là quý hiếm, một hàng bậc nhất trong các loại gỗ, bởi những đường vân đẹp và sang trọng và màu sắc của nó trầm ấm và màu của nó, vân của nó hoàn toàn tự nhiên, nó mang màu sắc rất là hiện đại, thưa quý vị. Và điều đặc biệt ở bộ bàn ghế này đó là được sơn bằng sơn ta. Sơn ta là một loại sơn làm từ nhựa cây của cây sơn. Cây sơn được trồng ở với diện tích 4.400 hecta. Và điều đặc biệt ở sơn ta này là có độ bền rất cao. Và khi quý khách xài lâu năm, cái sự xuống hào của được đều theo dần dần đồng bộ trên màu sự của gỗ, và nó rất là khác so với những loại sơn thông thường, đó là sơn BU thông thường. Và nói đến đây thôi, quý khách cũng đã thấy được giá trị thẩm mỹ cũng như giá trị chất lượng của bộ bàn ăn này rồi, phải không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng xem chi tiết về bộ bàn ăn đẳng cấp này. Gắn vào mắt chúng ta khi bước vào phòng bếp đó là chiếc bàn. Và chiếc bàn này được chúng tôi thiết kế theo hình oval. Thú vị, mẫu bàn hình oval luôn mang vẻ đẹp lãng mạn, sang trọng cho mọi gian bếp. Để tăng thêm tính thẩm mỹ, từ việc trang trí những bình hoa tươi hay sử dụng đèn thả trần sẽ tạo sự sáng nhẹ và mang đến những bữa ăn ngon ấm cúng cho gia đình chúng ta. Và như quý vị thấy, những đường vân rất đẹp được chúng tôi tuyển chọn rất kỹ càng. Với thiết kế hình oval và được nối những mộng đinh rất chắc chắn. Mặt bàn khung bao dày dặn lên đến 2,5 cm, được giá đỡ từ những cây gỗ to tạo nên sự chắc chắn cho chiếc bàn này. Chân bàn cũng được chúng tôi khắc chạm một cách cổ điển, sang trọng và rất là dày dặn, chắc chắn. Mặt bàn được chúng tôi phủ một lớp kính dày 8 ly để hạn chế sự trầy xước của mặt bàn cũng như dễ lau chùi khi thức ăn được rơi bớt. Và tiếp theo là 8 chiếc ghế. Chiếc ghế này được nghệ nhân chúng tôi khắc chạm theo kiểu
cũng rất là dày dặn và chắc chắn. Mặt ghế cũng được chúng tôi thiết kế theo dạng khung tranh khung bao và cũng dày 2,5 cm, rất là sang trọng phải không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại tổng thể bộ bàn ghế này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ. Xin chào.